Hello. Hôm nay cách đây khoảng vài tháng mình có làm một cái clip liên quan tới vấn đề về airflow cho cái con đen F15 Pro. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip khác tổng hợp lại về các thứ liên quan tới con cây này. Ok. Chắc hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề ở trên trên hình cho bạn dễ hình thôi ha. Chứ cái con khay này bây giờ mình lắp xong rồi, mình góc nó thì nó hơi xa nữa, thế nên cũng hơi khó để chỉ ở những chỗ nào linh kiện nào gắn như thế nào. Mình sẽ nói trực tiếp bằng cái hình của bên trang chủ của họ đi ha, cho nó dễ. Ừ, chờ tí nha, mình mở full size cái màn hình này lên đã cho dễ nói. Rồi đây, rồi mình sẽ kéo lên một tí để anh em coi cái con đen 15 rồ này về cái cách người ta setup. Chờ tí, mình mở thêm cái hình cái sản phẩm đó nữa cho anh em dễ coi, tại vì mình nghĩ cũng hơi khó, ở Việt Nam cũng hơi khó ai xài con này. Con này nó hơi hiếm, một phần nó hơi hiếm, một phần giá nó cũng cao, thế nên đối với nhiều anh em thì họ thấy nó con này nó không đáng cái giá đó lắm. Chờ tí nha, tự nhiên sao cái mạng của Trung Quốc nó đang chậm dữ vậy ta. Đây, đen F15 Pro. Về mặt thiết kế đó là nó dùng men ITX. Đây, bạn có thấy cái hình. Dùng men ITX hoặc là một số con men đặc thù hơn. Ví dụ như cái con men M11G này nè của ASUS thì nó có thể gắn vừa. Con men G nó cái con men nó tên gọi là ASUS ROG Maximus X1, tức là 11 đó, Zen đó tên con này. Nhưng mà con này nó lại là đời 390, thế nên mình thật ra thì mình vẫn thích cái con men này lắm, nhưng mà nó đời 390, thế nên xài nó thì phải xài lại cái con mấy cái con Cebu đời 9 á, 9900K hay gì đó, thế là mình cũng không có ưng lắm. Với lại một phần nữa ở thời điểm này tại Việt Nam á, kiếm con men này nó hơi khó, mặc dù đây là một trong những con men mà theo rất nhiều anh em là cái con men này là OC trùm luôn. OC trùm, chưa kể nó còn có được thêm một cái slot này, mà thêm một cái slot gắn hình như là SSD. Đó, SSD gắn gắn ở bên này và một cái slot phụ thẻ hình như là PCI hình như 4.0 thì phải, mình không nhớ chính xác lắm. Nhưng mà nói chung thời điểm đó mình chỉ chê nó mỗi điểm duy nhất á là nó xài CPU đời cũ thôi, chứ còn lại mình chẳng chê gì. Thế nên mình không tìm hiểu, có thể hiểu ha. Rồi ok, mình sẽ quay lại nói về con đen ha. Thì đây, ngày xưa mình đây nè, con đen nôm na để bạn dễ hình dung á, thì cái con đen 15 rồ này mặt trước là nó lia, còn tất cả các con mặt còn lại thì nó là mặt lỗ để thoát khí. Và ở phía trước á, mặt phía trước đây, mặt hông hông ngoài cùng bên phải của nó thì nó là dùng gương, chỉ vậy thôi. Còn về thiết kế thì nó na ná cái con NK-M1. Để bạn dễ hình dung thì cái con NK-M1 làm sao thì con này nó thiết kế cũng na ná kiểu như vậy. Và nó chỉ khác điểm á, đó là nó to hơn và dài hơn, thế nên nó có thể chứa được những con CPU dài khoảng 165 cm. Thậm chí ở đây họ còn kêu là chứa được, chịu được cái con CPU cao tới 170 mm, tức là 170 cm. Thích thì bạn có thể xài RAT khác, RAT gọi là all in one, RAT 240 hay 280 này, nhưng mà mình thì mình lại không có chủ ý định xài tản nước trên cái cây, những cái cây kiểu này. Thực ra cái quan điểm về xài ITX của mình nó cũng đổi rất là nhiều sau khi mà mình xài nhiều dòng cây. Ngày xưa mình quan điểm nó rất là đơn giản như thế này: ITX là cây nhỏ gọn, mục đích của nó là để gọn bàn và nhu cầu của nó là ở mức độ thiết thực vừa phải thôi, tức là bạn không có nhu cầu quá nặng thì bạn hãy xài những cây ITX.
Tại vì cái quan điểm của mình về nhỏ, ngoại trừ nhỏ gọn ra nó còn phải êm nữa. Đó, thế nên nó thường nó sẽ không chịu được những cái con kiểu như 9900K hay là 10900K. Nhưng mà sau, tức là quan điểm ngày xưa của mình thì nó như thế, nhưng mà sau một thời gian đú đỡn thì mình nạn luôn con 10900K, là một cái con CPU với 10 nhân á, 10 nhân của năm ngoái. Thì trong tất cả những cái case ITX mà mình coi á, thì ở cái thời điểm đó đó có một con của Li Anh Li, là cái thùng máy gắn được những cái tản cao trên 1m65. Kiểu như là con Li Anh Li gì đó mình quên tên rồi, nhưng mà nó ITX á. Anh em là sợ thì chắc ra thôi. Nói chung là được vài con, nhưng mà con Li Anh Li đấy thì cái vị trí gắn nguồn của nó hơi xấu và mình cũng không thích lắm. Mình giai đoạn đó thì mình lại vẫn thích những cái con cây mà dạng full nhôm, mình vẫn thích những cái con cây đó. Thế là tình cờ mình sạch sao ra được thằng đen 15 Pro này. Thì thì đó là lý do tại sao mình mua. Một phần nữa là nó chịu được những cái con GPU dài tới 330 320 cm. Chính xác luôn đấy. Đây, tại vì nó bằng nhôm á, thế nên bạn hình dung lên dạng nên nhôm là cái tỷ lệ sai sót của nó là tính theo mili luôn. Nó mà ghi 320 là đúng 320 á, lật đi 1-2 mm là gắn không vừa cái cây á. Thì đó, tổng thể thì mình thấy nó bình thường, cũng chẳng có gì. Và thậm chí con này nó còn có thể gắn trên nguồn ITX. Mình có thử á, thì nó gắn được cái nguồn ITX theo mình là cái con nguồn mình đang dùng là nguồn ITX luôn, thì nó dài 15 cm. Nhưng mà mình thấy nó còn thừa ra một khoảng như thế này nữa nè, thì mình đoán nó có thể chịu được cái con nguồn, chắc có thể dài được tới 17 cm á. Nhưng mà mình thấy cũng không cần thiết, tại vì con nguồn này 15 cm mà nó cũng được 1000W rồi. Mà thật ra một cái hệ thống ITX thì xài một con GPU thì cũng không có cái hệ thống nào mà xài hết 1000W nữa. Thế nên mình thấy con này cũng được rồi, thế nên mình cũng ngừng ở đây, mình không có xài những cái con nguồn dài hơn nữa. Rồi, về mặt thiết kế của nó như thế. Nè, bạn thấy cái nắp trên của nó như thế này. Nói chung cái con máy thì mình thấy cũng không có vấn đề gì, xài được. Bui chắc chắn, dày. Được thêm một, nó được thêm một điểm nữa mà ngày xưa lúc mà mình mua mình lựa nó là ví dụ như vậy nè. Ngoại trừ chuyện nó được 3 slot PCI như bạn thấy ở đây, thì nó còn rất là rộng ở phía dưới. Bởi vì thấy không, nó còn hở ra được một khe giúp bạn có thể gắn được khoảng chừng cái fan 14 hoặc 12 cm. Ở đây bạn họ cũng có ghi nè, 14 hoặc 12 cm ở phía dưới mà không cấn vào con GPU. Thực tế thì đây, con GPU của mình là con của in-game Colophon, con Vulcan 3080, cũng thuộc dạng gọi là xôi thịt, dày sấp mặt lò luôn, nhưng mà vẫn có thể gắn vừa được hai cái con fan dày 2.5 cm, fan dày thông thường, ở fan 12 cm bình thường hoặc là 14 tùy. Nhưng mà lúc ở thời điểm đó mình còn có hai con fan 12 mình đang để không á, thế nên mình gắn hai cái fan 12 vào ở phía dưới đáy khay. Nói chung thì ngày xưa lúc mình lựa nó, tại vì ban đầu mình nghĩ là nó có thể, tức là mình quan điểm như thế này nè: CPU thì tản 170 cm, 170 mm, tức là những cái con kiểu như là Ragnarok R4, Noctua D15, những con mà này xôi thịt á, hàng top các kiểu thế giới, thì nó sẽ vừa yên tĩnh vừa đủ hiệu năng để tản nhiệt. Thế nên mình nghĩ là thuần túy nếu mà mình tính trường hợp đó là tản nhiệt cho CPU thì con này tản đủ. Tản cho GPU thì thực ra thì hai cái fan ở đó mình tính toán là hai cái fan ở dưới đáy khay có thể vừa, là nó có thể chịu vừa đủ luôn. Thì lúc này mình sẽ có một cái hệ thống á, theo theo như tính toán của mình ở thời điểm đó đó, là nó mạnh là một và nó cũng yên tĩnh là hai. Con này nó cũng thậm chí nó còn xài được nguồn ITX, mà nguồn ITX mà chạy ở những cái công suất mà chỉ 10900K với 3080 á, thì nó xài chưa tới 600 công watt đâu. Thực ra thực tế thì mình chạy tít mù luôn á. Thì thông thường nó ở thời điểm mà mình cheat test các kiểu hay in game thực tế đó, thì GPU xài khoảng 320 cho tới 350W.
CPU thì xài khoảng 150, có nghĩa là nó xài thực công suất thực của nó khoảng 500W, thêm một số thiết bị phụ nữa thì mình cho dưới 600W, thì cái con nguồn này là 1000W đó. Thì theo cách tính toán của mình như thế thì cái fan của nó thông thường nó quay cũng sẽ rất là chậm, ở tốc độ rất chậm đó. Tức là mình tính toán nguồn nè, tản nè, GPU nè, tất cả mọi thứ nó đều sẽ quay ở cái tốc độ rất chậm để đạt được cái yêu cầu của mình, đó là silent, tức là yên tĩnh. Tức là mình cần một cái dàn máy nó vừa mạnh, vừa đúng thẩm mỹ của mình, nhưng mà nó phải yên tĩnh. Đó, thì cuối cùng mình lựa con đen 15 Pro. Lý do tại sao là như thế? Một số con khác có thể nhỏ hơn, nhưng mà nó không, cái tản của nó sẽ thấp hơn, và ở dưới đáy khay của nó cũng sẽ không chứa được fan. Đó, thế nên lúc chạy nó sẽ hú như một thằng điên ấy. Thì nó ồn lắm. Mình thì mình đồng ý là mình thích một cái khay nó nhỏ. Đây, bạn có thể thấy. Nhưng mà mình thích nhỏ là do mình đú, mình muốn nó nhỏ thôi, chứ không phải là yêu cầu bắt buộc của mình nó phải nhỏ. Nè. Tại vì bạn có thể thấy cái vị trí mà mình để khay không? Nó hoàn toàn có thể để được những cây dài, cây to hơn. Nhưng mà đơn giản là mình thích nó nhỏ thôi, chứ không phải là yêu cầu bắt buộc của mình nó cần nhỏ. Đó. Thế nên sau một thời gian lựa chọn tới lựa chọn lui thì cuối cùng mình chốt là con này. Đen 15 Pro. Ok, bạn có thể thấy. Nhưng mà mình tính toán là một chuyện, mình về đến nơi thì nó nảy sinh ra rất nhiều vấn đề khác nhau. Thế nên mình sẽ nói từng phần. Đầu tiên là mình sẽ nói về cái vấn đề setup đi ha. Trước khi cái cây nó bắt đầu thì đây. Tại vì cái cây mình ráp xong rồi, thế nên mình sẽ dùng cái hình ảnh của thằng đen nó fit lên để cho anh em coi cho nó dễ hình dung về cái cây và cái cách ráp những cái linh kiện. Ok, cái vị trí gắn men thì thông thường như những cái con cây ITX thông thường. Nguồn thì đây, nếu mà bạn gắn nguồn ITX á, thì gắn theo kiểu như thế này. Úp vào mặt phải, mặt sau của cái cây, và cái hướng quạt thì thổi ra phía sau của bên phải của cây. Mình nghĩ cái này thì mình sẽ nói hơi khó hiểu nếu bạn nào chưa bao giờ xài cây ITX. Nhưng mà bạn đã xài cây ITX rồi sẽ thấy nó rất là bình thường, dễ hiểu đúng không? Nhìn cái hình là hiểu à. Vị trí gắn ổ cứng của họ thì nếu bạn xài cái nguồn ITX á, thì bạn có thể gắn được 1, 2, 3, 4, 4 cái ổ cứng SATA hoặc là nói chung là ổ cứng 3.5 hoặc ổ cứng dày á, đều vừa, tại vì bạn thấy không? Cái lỗ gắn của nó rất là to, họ thiết kế như vậy. Đây nè, bạn thấy không? Này, cái vị trí gắn ổ cứng của họ này rất là nhiều, rất là thoải mái. Nhưng mà do mình thì mình xài nguồn ITX là một, và thứ hai là mình chỉ có khoảng chờ mình xíu nha. Ủa sao hai cái ổ cứng của mình nó lạc đi đâu rồi, nó nhỏ tới mức độ mình không thấy. Đây, cứng khúc này. Do mình xài nguồn ITX và một phần là mình muốn là mình cũng không muốn xài ổ cứng thường trên cái con khay này, một cái con khay nhỏ gọn, thì mình chỉ dùng nhu cầu của mình thôi. Mình tính là dùng hai con SSD là đủ gắn trên men á, SSD M2 hoặc là 1-2 cái con SSD thường để chứa data gì đó, khoảng lâu lâu không xài. Thế mình không có xài cái này. Chứ cái này thì cũng khá đẹp. Nếu mà bạn setup theo cái kiểu như dùng ITX của họ thì cũng được. Thực ra thì mình cũng có một con nguồn ITX rồi, nhưng mà về nhà mình cứ thấy nó thế nào nhỉ. Thực ra đợt đó mình test hơi nhiều, thế nên mình vừa mua nguồn ITX vừa mua nguồn ATX luôn. Thì về mình gắn nguồn ATX được, thế nên mình vẫn thích dùng nguồn ATX hơn. Tại vì mình vẫn có một cái nỗi sợ hơi vô hình về điện. Mình vẫn cứ có cảm giác là cái xài các con nguồn ATX 750W trên con 10900K và 3080 á, nó hơi, mình cảm giác nó hơi thiếu. Thời điểm đó thì mình nghĩ hơi thiếu, nhưng mà sau khi về dùng thực tế rồi thì như mình nói hồi nãy đó, thực tế bạn xài thông thường chỉ hết khoảng 500W đến 600W ở một thời điểm thôi. Cái nguồn 750W nó còn dư ra hơn 150W dư giả, thế nên nó sẽ đủ. Nhưng mà thôi, cái câu chuyện về nguồn thì mình đã nói ra, mình chuyển sang dùng ITX rồi. Đó, cái vị trí gắn mặc định của cái cây này thì nó sẽ như thế. Gió sẽ thổi từ cái con tản CPU á, nên nó sẽ gắn mặc định như thế này. Gió sẽ hút từ ở trong này đi ra ngoài phía sau của cây. Nhưng mà sau khi mình lắp bằng cái hướng gió như thế này nè,
thì vì thì cái con men của mình á, trên con men gắn con SSD, thì con SSD nó siêu nóng luôn, mình không hiểu tại sao gắn cái con tản CPU theo cái chiều này, con SSD siêu nóng, và kết quả là mình phải lật ngược lại là theo chiều dọc để cho nó gió nó hút từ, tức là bây giờ hiện tại theo cái cách setup của mình á, thì ở dưới này, dưới cái đáy khay sẽ có hai cái fan, ở đây là con GPU như thông thường rồi, rồi cái này thì sẽ lật ngược lại, con tản CPU sẽ lật ngược lại để gió hút từ phía dưới đi lên trên nóc. Xét kiểu này á thì cái con tản CPU của bạn á, nó sẽ ăn trọn nhiệt từ GPU thổi lên, nhưng mà sau đó nó sẽ thổi thẳng ra cây. Mình không hiểu tại sao, nhưng mà mình xét theo cái hướng như thế thì con SSD lại mát hơn. Không hiểu nữa, nhưng mà xét như thế thì nó mát. Còn mà mình để xét như thế này nè, thì con SSD của mình không làm gì á, nó nhiệt độ của nó đã 60 mấy, 70 mấy độ rồi, vãi lắm luôn á, nó nóng tới mức độ và thậm chí xích đau máy luôn. Mà cái câu chuyện liên quan tới cái đó thì mình sẽ để sau đi, mình đang nói về cái vấn đề xét. Bạn xét bộ khung chính ha. Rồi về cái fan ở dưới đáy cây thì xét như thế này thôi. Bạn hãy chú ý nhé, xét đúng theo cái chiều mà thằng đen nó xét luôn, thằng đen nó xét mình thấy là chiều này mình theo mình chuẩn nè, tại vì ngày xưa mình đã từng xét cái chiều ngược lại thì mình thấy hiệu năng nó kém lắm. Bạn xét làm sao cho cái miếng dán của cái fan á, để bạn dễ hình dung, thì cái miếng dán của cái fan á đó, nó nằm ở phía trên nha, chứ không phải nằm phía dưới đó, chiều như thế này thì nó sẽ đạt hiệu quả tốt nhất cho con GPU. Rồi thì thông thường thì lắp xong cái cây của nó thì nó sẽ như thế này, giống như của mình, nhưng mà của mình bây giờ đèn nó đang tối thui, bạn không thấy được cái gì đâu. Mình đưa cái hình này để anh em dễ tham khảo thôi. Các thứ còn lại thì mình thấy cũng không có gì quá đặc sắc. Đây, bạn có thấy cái vị trí gắn cái nguồn ATX của mình khi mà mình sạc nguồn ATX nó như thế này đó, và vị trí gắn SSD của mình thì nó như thế này đó. Góc này thì nó hơi tối nhìn không được, nhưng mà thực ra là nó như thế này, mình cũng gắn tương tự như vậy thôi đó. Thì gắn xong thì nó như thế này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay nói về phần cứng nói xong rồi, bây giờ mình nói về phần mềm. Và hồi nãy là nói về ráp máy, còn bây giờ mình sẽ nói về tổng chi tiết phần cứng. Ok, may mà mình vừa mới mở được cái phần mềm tên là ADA64. Ngày xưa mình còn ở trên máy, thế nên hôm nay mình mở ra luôn. Mình thấy nó cũng hiện đủ các linh kiện đang có ở trên máy, thế nên mình sẽ quay bằng cái này. Rồi năm nay mình đang xài con 1900K, nhưng mà mình đang để chạy default. Bạn chú ý cái này nhé, mình chạy default con 1900K. Nghe nó hơi xàm nhưng mà mình đang chạy default. Tại vì ban đầu mình cũng có thử OC, nhưng mà thứ nhất là nó siêu nóng. Cây thì cây ITX mà bạn OC thì nó siêu nóng. Và quan trọng á, bây giờ cái con CPU nó mạnh quá rồi. Ngày xưa mình mua thì mình, như mình cũng nói nãy giờ đó, mình đủ thôi. Thực ra đến bây giờ ở thời điểm này thì mình đã chốt rồi. Từ sau này trở đi mà mình có mua CPU á, thì mình chỉ mua dòng 5K thôi, hoặc là dòng bình thường là đủ, là mình thích thừa con mẹ đó rồi. Tại vì bây giờ CPU nó mạnh lắm rồi. Trời ơi, xài tới 1900K là mẹ ơi, 10 nhân 20 luồng nó mạnh vãi cả lồn ra, xài không hết. Xài không hết công suất CPU là một, và thứ hai là ở thời điểm hiện tại mình cũng, những cái thứ mình đang xài á, không có một thứ gì mà tận dụng được con CPU luôn. Cái bước phần mềm mình sẽ nói phía sau, nhưng mà tạm thời mình nói chính như thế. Tại vì ngày xưa chỉ có CPU, chỉ có lúc bạn render là bạn xài 100% load CPU thôi. Nhưng mà ở thời điểm cách đây vài hôm, khi mình mới cài lại Windows, thì tiện thể mình cài là những cái app ở trên máy, thì mình thấy thằng Adobe Rhenium á, bây giờ nó không còn xài CPU để nó chạy nữa rồi. Nó xài toàn GPU thôi. Tí nữa mình sẽ chạy một bài render để anh em nhìn. Bây giờ nó chạy toàn CPU, toàn GPU không à, không biết tại sao luôn. Rồi, con main thì mình xài con main của MSI Z490i Unify. Thật ra thì mỗi hãng, ở mỗi dòng á, nó cũng chỉ có một mã gọi là dòng Y, tức là dòng ITX á. Còn lại là những cái dòng M các kiểu thôi. Mỗi năm mình thấy cũng chỉ có một mã thôi. Năm nay thì mình dùng của, đợt này thì mình, cái khay này thì mình dùng của MSI. Tại vì mình thấy anh em đánh giá con Z490i của MSI đợt này cũng được, thế nên mình xài. RAM thì mình đang xài hơi nhiều,
hơi nhiều so với một cái cây ATX, đó là bắt RAM là 64GB mà hai thanh. Mình xài của cái hãng gì tự nhiên, bây giờ nói cái mình quên tên rồi ta, hãng gì của Hàn á. Lý do tại sao thì tại vì nó rẻ thôi, mình nhớ cái pack RAM này là rẻ nhất và nó màu xám màu đen cũng đẹp. Thế mình quên tên, không biết tại sao cái thằng ADA này nó không hiện được tên của cái thanh RAM đó. Thôi chờ tí nó sẽ tới, nếu mà mình thấy nó tới thì mình sẽ nói ha. Kẹt thì mình xài 3080 của Colophon, in-game Colophon hả? Mình không biết đọc cái tên hãng này sao cho cái tên hãng này rất, mình rất hay quên. Chờ tí mình xem ở trên này nó có không. In-game 3080 Vulkan đây, cái sản phẩm nó như thế này. Con này thì con GPU này thì nó được điểm, nó có cái nắp màn hình phụ á nè, đó thế này mình rất là thích. Bạn có thể xem được những cái thông tin phụ và bạn có thể đổi cái màn hình nó thành cái một cái màn hình gắn cái hình ảnh gia đình của bạn hay là gì đó vào tùy. Ở nắp sau của nó thì có thêm được một cái chỗ để logo, để LED. Hiện tại thì mình đang để chập chèn các kiểu để quay clip thôi, chứ thực ra lúc mà mình bình thường mình xài thì mình toàn top up cái màn hình đấy không à. Rồi xem còn liên kệ gì nữa. Màn hình thì mình xài con Acer cũ 38 inch, mình vẫn đang xài. Tại thật ra thì gọi là bán chưa được thì chính xác ha. Con này nó to quá, đối với mình nó hơi to. Và một con màn hình chính, con màn hình mà bạn đang thấy ở đây là con 32 inch màn hình DIY của Tàu. Tức là nó xài cái tấm nền của LG thôi. Còn lại thì vỏ nè, vỏ khung các kiểu nó xài khung nhôm và nó DIY lại thôi. Ổ cứng thì mình xài một cái ổ của Western Digital hả? Con gì Black 500 thì phải, 500GB. Và một cái ổ phụ là con Samsung, không phải, hình như cái ổ Windows là cái con 970 Plus á. Hình như 970 Plus là con gốc nè, con này là con Windows. Còn con WD hình như mình để làm con chứa data phụ. Data mình hay sử dụng á, thì mình sẽ chép nó lên cái con này. Cái con SSD này thì mình sẽ để sau máy. Còn con Samsung làm chứa Win á, thì để ngay mặt trước của main này ha. Cái này thì chờ tí mình mở cái hình của cái main lên cho anh em dễ hình dung. Tại vì mọi người phải hiểu, nghe được cái đoạn này thì mọi người mới hiểu tí nữa tại sao nó nóng hay nó không nóng hay cái gì á. Cái vấn đề liên quan tới vấn đề tản nhiệt và airflow các kiểu. Đây, cái vị trí này là cái vị trí gắn con SSD đầu tiên. Con SSD mà mình cài Win á là cái con Samsung, mình đang xài con Samsung. Đây, mình sẽ để lại cho anh em nha. Đó. Ok, cái màn hình nó bị mờ quá, mình để xuống dưới này rồi. Đó, con Samsung 970 Evolution này nè, thì mình để nó ở vị trí này. Rồi, đó, cái vị trí mà mình nói là siêu nóng, nóng mẹ ơi, nóng vãi cả đái, mà mình phải quay ngang cái con tản lại để cho nó khỏi, nó bớt nóng đi, là vì là như vậy. Còn con WD thì mình để phía sau của cái main này nó có một cái khe cắm SSD nữa, đó, thì mình để. Nói chung thì ổ cứng của mình là mình như mình nói từ đầu đấy, cái tư quan điểm là một cái hệ thống nó yên tĩnh, thế nên mình không có xài ổ thường nữa. Ổ thường nó sẽ chạy, nó kêu cọc lúc mà nó chép ghi dữ liệu á. Cái chuyện mà nó nhanh hay nó chậm là một phần thôi, tại vì data của bạn không phải lúc nào bạn cũng chỉ cần nhanh. Có một số data kiểu như phim ảnh hay là những cái thứ mà bạn chỉ để lưu trữ 1-2 năm bạn mới xào cho nó một lần, thì bạn không cần thiết phải tốn tiền mua những cái ổ cứng quá nhanh, đúng không? Mua ổ cứng thường để làm nơi gọi là store để chứa dữ liệu thôi. Nhưng mà nói cái mấy cái ổ đó nó kêu, thế nên cuối cùng sau khi tính toán tới tính toán lui thì bây giờ ở thời điểm này thì gần như mình xài toàn là SSD kiểu như SATA, chứ không còn xài ổ cứng thường như ngày xưa nữa. Cách đây 5 năm mình vẫn xài ổ cứng thường nhiều lắm, nhưng mà nó kêu là một. Cái chuyện nó kêu thì không nói cũng ít bàn nha, tại vì nếu những cái ổ mà bạn không xài thì nó cũng không chạy, nó không kêu. Nhưng mà mình không chắc được là năm sau, 5 năm nữa hay 3 năm nữa cái dữ liệu mà mình đã cho nó có an toàn không hay là gì không. Thế nên tính toán tới tính toán lui thì cuối cùng mình xài SSD hết. Bây giờ mình xài SSD hết. Mấy cái ổ phụ nè của mình á, để kiểu như chứa game hay là chứa shop hay là data gì đó, thì mình dùng những cái ổ thường, đó là con SSD 860 QVO. Sau khi mình mua xong mình xài thì mình chốt lại là hai cái sản phẩm này không ngon. Cái ổ SSD 860 này nè,
Quivo này nè, không ngon. Evo mình thấy ngon hơn, tức là thay bằng chữ Q này nè, bằng chữ E nè. Thì mình xài, ngày xưa mình xài cái bản đó mình thấy ngon, thế nên mình nghĩ con nào cũng ngon như nhau. Nhưng mà không, cái con Evo này không ngon. Chờ tí, mình sẽ mở xem coi nó có ra được cái trang chính thức của cái sản phẩm này không. Ngày xưa mình mua cái sản phẩm này, lý do đơn giản là vì nó rẻ thôi. À, trời ơi, nó ra một... Nè, con này con Evo nè. Con Evo là cái con mà mình nói ngon á. Ừ, con này ngon nè. Mấy cái con dòng Evo mình xài thì mình thích được. Nhưng mà con dòng Quivo á, nè con này nè. Ngày xưa mình mua cái con này, lý do cũng nó cũng buồn cười lắm. Tại vì cái vỏ nó màu xám, nó hợp tông với cái mà cái men ngày xưa mình xài là con men của Gigabyte Z390 á. Bạn sạch cái con Z390 của Gigabyte, cái con men ITX đó, thì bạn sẽ thấy là cái màu nó màu xám. Thế là cái màu xám của con Quivo này nó hợp tông, ngày xưa mình thích. Lý do một phần mình thích là vì như vậy. Còn lý do phụ á, là cái con men, cái con SSD dòng Quivo này nè, nó rẻ hơn con Evo. Rẻ hơn đâu có 10 đô hay là bao nhiêu, mình quên, mình không nhớ chính xác giá lắm. Nè, ví dụ như con này 860 Quivo ở đây giá trên web nó để 129 ha. Chờ tí, mình xem con Evo nó có hiện giá ở đây không, để nhìn không. Nè, bạn thấy không? Con 860 Evo nè, giá của nó là 149 nè. Đó, bây giờ nó đang giảm còn 109 thôi. Nhưng mà mình đang nói cái giá retail á. Nè, con này 149, con này 129. Kiểu như vậy. Thì cái con Evo nó rẻ, cái con Quivo nó rẻ hơn được 10-20 đô vậy đó. Ngày xưa mình lựa nó cũng vì nó rẻ hơn, nó rẻ hơn là một, và thứ hai là nó màu nó hợp cả với mình thì mình lợi. Nhưng mà ở thời điểm này thì mình nghĩ là anh em không nên mua cái dòng Quivo, anh em mua Evo thôi, chứ data hay chứ game hay là gì, nói chung là lưu trữ phụ á, thì dùng cái Evo này nè. Giá mình thấy bây giờ mình thấy nó cũng rẻ rồi. SSD bây giờ, nói chung là SSD bây giờ là rẻ lắm rồi, anh em cứ quất thoải mái đi. Rồi xem còn gì để nói nữa không về linh kiện. Rồi hình như phần cứng, hình như nó cũng có nhiêu đó thứ để nói thôi đúng không? Đó còn gì để nói nữa. Rồi tiếp theo mình sẽ nói về cái vấn đề xung điện các kiểu. Thì mặc dù mình đang xài con 1900K nhưng mà mình không OC là một, và ở trong BIOS mình giảm điện xuống. Bạn có thể thấy cái VCore ở thời điểm đang chạy như bây giờ nè, nó đang là 1.217. Thực tế thì mình set VCore ở trong BIOS của con men MSI này nè, mình set là 1.22. Để rồi, và cái phần load nó gọi là valencing hay là dialencing hay là cái gì ta, cái đường điện mà nó chạy á, cái quá đoạn này mình hơi nói mình sợ anh em hơi khó, anh em nào không xài sợ hơi khó hiểu. Nhưng mà bây giờ muốn nói tới nó phải sit down máy vô BIOS mới nói được. Mình quên tên của cái chữ đó gọi là gì rồi, nhưng mà nó cái đường điện của BIOS á, thì mình sẽ để là maximum là 1.22. Và mình xài cái mod là mod thứ tư, tức là đường điện nó sẽ giảm dần. Có nghĩa là 1.22 là điện cao nhất, còn bình thường nó chạy nó sẽ giảm hơn cái mức đó. Thì bây giờ nó đang chạy là 1.217, 214 gì đó. Nè đó, bạn thấy không? Thì ưu điểm của việc bạn giảm xung á, ý giảm điện á, thì đơn giản là nó mát thôi. Và khuyết điểm của nó thì nếu mà bạn giảm xuống một cái mức cao quá đó, nó sẽ bị shut down máy, lỗi rát máy, rát window, lỗi đủ các kiểu. Cho nên bạn phải chọn ra được một cái mức điện nào phù hợp cho bạn ha. Nhưng mà mình thấy cái mức 1.22 cũng là mức rất là cao rồi. Con servo của mình nó cùi lắm luôn, nó ăn điện rất là nhiều, thế nên nó mới ở mức 1.22 á. Chứ một số anh em khác mà chạy default con 1900K, mình nghĩ chắc có thể xuống 1.2. 1.2 là nó phải giảm được hơn 10 độ đến 15 độ so với con servo này của mình á. Rồi, điểm thì mình chạy mình thấy cũng không có gì quá đặc sắc lắm, mình chạy nhẹ một bài Cinebench thôi. Thì ở thời điểm mà mình vừa cài win xong á, mình thấy nó được khoảng chừng 6188 điểm. Còn sau khi mình chạy full, mình chạy một đống các app rồi full load trình duyệt các kiểu lên, thì mình thấy nó khoảng 6086. Nói chung cái điểm này thì bạn tham khảo để bạn biết được cái mức mà bạn lúc mà bạn giảm điện nè, có thể hệ thống của bạn nó sẽ không ổn định, thiếu công suất hay gì đó, thì nên mình mới cài chạy Cinebench một phát để mình kiểm tra cái vấn đề điện, điểm số các cái hiệu năng á, coi nó có ra điểm chuẩn không,
Tại vì mình search ở những cái bài Google thì mình thấy điểm của anh 1900K ở Cinebench 20 thì thông thường nó cũng ở khoảng mức 6100 nè, ở mức này 6188 cả đó. Nói chung bạn cứ cài cái máy và bạn cài Win thôi, bạn đừng cài một cái app gì hết, điểm nó sẽ rất là cao. Còn khi mà bạn chờ một đống app chạy nền các kiểu vào thì điểm nó xuống thấp là bình thường thôi. Cái điểm này của mình có khi lúc ở những thời điểm mà mình đang chạy nhiều ứng dụng nền á, nó xuống còn khoảng chừng 5.900, 5.800 luôn mà à, đó. Nhưng mà nói chung con Sebo thì nó mạnh lắm rồi. Thế nên trừ trường hợp mà bạn có cái gì đó để bạn chạy mà bạn thấy nó chậm hẳn ra thì mới nói chuyện. Chứ còn thôi thì như mình nói, như anh em hay nói đó, style bây giờ là mua 1900K rồi 3080, 3090 các kiểu về chỉ để lướt Facebook và coi YouTube. Ừ, thì thực ra mình cũng đang làm chuyện như vậy thôi. Thế nên bạn sẽ thấy là đéo khác con mẹ gì hết. Ừ, bạn xài con Sebo gì cũng vậy. Ừ. Thì như mình nói đó, ưu điểm của việc hạ điện xuống 1.22 này thì nó sẽ mát. Nhưng mà vấn đề là bạn phải cố gắng kiếm được một cái mức điện mà nó phù hợp nha. Mình thì mình sau khi mình chạy một hồi thì mình ra được cái mức là 1.22 và ở mod 4. Rồi mình sẽ cho anh em coi các điện khác thì mình gần như mình đang để default cả, mình chẳng đụng chạm về tới vấn đề điện nha. Bạn cũng có thể thấy ở đây cái thằng ADA 64 nó có thể coi được cái mức điện khi mà đang idle nè. Tức là đang bây giờ như bây giờ của mình đang nói nè, mình không làm gì hết. Thì CPU nó anh có khoảng 20W, GPU anh khoảng 97W đó. Tức là tổng cộng thì điện ở cái mức mà đang không làm gì thì nó anh khoảng đâu 20 với 100 đi, khoảng 120W. Ừ, khoảng đấy thôi. Còn chạy maximum thì nó anh khoảng mình thử những cái game nặng kiểu như Cyberpunk 2077 gì đấy thì nó ăn khoảng 150 cho CPU và 320 cho GPU. Tức là nói chung dưới nó khoảng 500. Ừ, 150 cho tới 350. Ừ, tức là khoảng 500W. Ừ, in game. Còn main các kiểu điện của RAM, điện của các thứ SSD gì đấy thì nó còn thừa rất là nhiều. Ừ, chắc là khoảng lên 600 là kịch. Ừ, nói chung thực tế điện thực tế ở thời điểm mà mình xài mình thấy nó nặng nhất chắc khoảng 600W là hết cỡ, không hơn nổi. Ừ. Rồi, ok. Cái việc mà bạn muốn cho một cái hệ thống của bạn nó vừa mát vừa yên tĩnh á, thì bạn phải có một cái phần mềm control fan. Ừ, ở đây mình sẽ giới thiệu luôn. Ừ, để xem nào. Chờ tí nha. Mình đang nói nhiều quá thế nên bây giờ mình hơi bị ngơ ở cái khoản nói. Ok, phần cứng thì đã xong hết rồi, bây giờ tới phần mềm. Thì để control fan thì ngày xưa mình hay xài những cái fan controller của hãng. Ừ, chờ tí, mình sẽ để cái máy xuống một tiêu. Ừ, ok, làm sao để cho cái màn hình này nó thẳng lên ta. Rồi, ok, chờ tí, đây. Ừ, đây. Ngày xưa thì mình hay dùng những cái app quản lý fan của hãng. Ví dụ như xài Gigabyte thì hãng họ có một cái app của Gigabyte để control fan, control các thứ luôn, điện đóm liên quan tới điện đóm, main liên quan tới main, rồi control LED lụm các kiểu. MSI thì cũng có, nhưng mà sau khi mình xài cái phần mềm của MSI, nó tên là Dragon Center. Sau khoảng nửa, không tới nửa năm, tháng 10 tới bây giờ chắc khoảng 4 đến 5 tháng. Sau khoảng 4 đến 5 tháng sử dụng cái phần mềm Dragon Center của MSI thì mình thật sự là mình không đánh giá cao khoản viết phần mềm của MSI. Cái phần mềm đó họ viết rất menu nó chồng chéo. Mặc dù mình là cũng thuộc dạng là một người có kinh nghiệm sử dụng máy tính. Sử dụng nhiều phần mềm, sử dụng nhiều, đã từng dùng nhiều hãng khác nhau, thì mình vẫn thấy thằng MSI họ đưa ra cái control, cái trang quản lý main của họ, cái app quản lý main của họ nó cùi vãi cả đái ra. Mình đã dùng của iSearch, của Gigabyte, của MSI thì mình không đánh giá cao thằng nào. Thằng nào thì mình thấy cũng được, tại vì thật ra viết để cho người dùng mà, thì mình thấy thằng nào viết cũng được thôi, miễn sao không lỗi là được. Nhưng mà ở cái khoản mà viết tạ thì mình phải công nhận là MSI là tạ nhất trong ba thằng mà mình từng xài.
Gigabyte hay là Asus, họ cái giao diện của họ nhìn cũng trực quan hơn, rõ ràng hơn, tức là họ phân ra ví dụ như dòng nào là chỉnh fan, dòng nào là chỉnh led, dòng nào là gì đó. Menu nó vừa phải, nó dễ hiểu. Còn cái ông nội MSI ông viết thì mình phải công nhận là đứng ở quan điểm của một người viết phần mềm thì mình thấy cái phần mềm nó viết kém lắm luôn ấy. Đất hiểu tại sao mẹ công ty vẫn cần để cho cái thằng viết phần mềm của những cái men MSI mà nó còn làm việc nữa, chứ mình mà là quản lý thì mình sa thải thằng đó con mẹ luôn, viết tệ lắm đó. Cái nền tảng mà chạy lỗi hay không thì không bàn ha, cái khoản mà lỗi hay không thì nó liên quan tới rất nhiều thứ thì không đáng nói, nhưng mà thuần túy cái giao diện tính năng các thứ ở trên đó, đó thì mình thấy nó kém lắm, nó viết thô cả một người sử dụng, một người gọi là end user thông thường hay là một nhà lập trình viên khác viết nè. Đơn giản nhất là cái quản lý fan của họ mình phải đi download một cái phần mềm khác về để xài, chứ mình không xài của họ nè. Phần mềm quản lý fan của tất cả các hãng mình từng xài qua thì đều dở như nhau. Nói thằng MSI viết tệ thì cũng hơi oan, nhưng mà thật ra thì tất cả những cái hãng mình từng xài về men á thì mình đều thấy họ viết phần mềm rất là kém. Phần mềm cho BIOS thì có thể hãng này tốt hơn hãng kia, hãng kia tốt hơn hãng kia. Nhưng mà riêng phần mềm ở cái mức gọi là black end á, để cho end user nhìn vào để sử dụng á, thằng nào cũng tệ như nhau. Nhất là quản lý file thì bạn có thể sử dụng thêm một cái phần mềm tên là Arus Monitor, nó gọi là Arus. Cái phần mềm này là của một người Đức, họ viết đâu từ năm 2009 á. Chờ tí mình sẽ kéo xuống cho anh em nhìn có cái about của họ. Cái clip này mình nói dài nãy giờ chứ thực ra mình cũng muốn giới thiệu cái phần mềm này là chính nè. Ok, tại sao cái logo của nó hiện cao vậy ta? Nè, Nomna thì đây, từ 2008 tới 2021, tức là bao nhiêu năm rồi? 18, 19, 20, 21. 13 năm rồi, cái phần mềm này nó đã có mặt ở trên thị trường tới 13 năm rồi. Mà hôm nay mình, cách đây một tuần mình mới biết tới nó. Không hiểu tại sao ngày xưa mình không xài luôn, không biết tới nó thì chính xác ha. Cái phần mềm này thì về cơ bản tất cả các phần mềm quản lý fan thì nó vẫn như nhau thôi, không có gì khác biệt rõ rệt. Nhưng mà một cái quản lý fan tốt á thì nó phải monitor được theo nhiều cái cách hoạt động khác nhau. Đây mình ví dụ ha, sau khi mà bạn cài vào máy á, mình sẽ nói sơ sơ về cái tính năng gọi là hay mà của nó, mà nó sẽ giúp rất là nhiều cho bạn trong việc quản lý hiệu năng của trên máy và độ ồn của PC của bạn. Mình ví dụ cái fan 1 này của mình nè, là cái fan CPU đang chạy. Thì thông thường anh em sẽ quản lý theo nhiệt của CPU. Ok, nên nó dễ hiểu đúng không? Tại vì tất cả những cái app quản lý fan thì đều quản lý fan thông qua CPU. Đó là một điều mà mình rất là khó hiểu. Tại vì ngoại trừ CPU nó còn có GPU, nó còn có SSD, VRAM hay gì đó. Đôi khi bạn muốn nhiệt độ ở những cái vị trí đó, hay là bạn muốn cái quạt đó nó thổi vào cái men đó chẳng hạn, thì tất cả những cái app đang có ngoài thị trường của hãng chính thức, hãng làm ra thì họ đều control duy nhất thông qua CPU thôi. Tức là họ quan điểm đó là khi CPU hoạt động mạnh thì máy nóng, thì lúc đó chỉ quạt thôi, quạt mỗi CPU thôi, tức là tất cả mọi cái cảm biến nó đều sử dụng thông qua CPU. Thì nó hơi, ở như trường hợp của mình á, thì nó hơi kém. Tại vì cái fan của mình, nó có một cái fan nằm ở phía dưới của đáy khay á, nếu mà bạn nhớ từ đầu clip, thì cái fan đấy nó thổi vào GPU thôi, và nó không liên quan đến con CPU luôn, đó. Còn nếu mà mình set bằng những cái app thông thường á, thì cứ khi nào CPU của mình nó hoạt động mạnh, thì cái fan ở dưới nó cũng quay. Mà trong khi đôi khi mình chẳng bao giờ mình xài cái fan đó hết, tại vì nó thổi cho GPU nè. Đó thì bạn có thể nè ấn vào cái phần chọn cái fan đó. Đây cái fan 3 của mình là cái fan dưới đáy khay nè, bạn chọn software controller, đó là quản lý thông qua cái thằng Arus Monitor. Sau đó bạn chọn cái phần nhiệt thì bạn chọn theo GPU, đó lúc này thì nó sẽ quay theo nhiệt độ của GPU, thấy không? GPU nóng thì nó sẽ quay nhiều, mà GPU cái chuyện nóng hay không nóng thì tùy bạn xét thôi. Nè, bạn đến vào chữ Core này nè, bạn chọn cho nó cái hướng fan như thế nào. Ví dụ như mình đang xét là khoảng 60 độ thì chỉ quay 40%, từ lên 70 thì phải tăng lên 60%,
và sau đó cũng sẽ ngừng ở 60% thôi, không quay cao hơn nữa. Tại vì cao hơn nó on. Ừ, đó mình thấy nó on thì mình không có sao, không chịu, thế thôi. Mình không muốn maximum một cái quạt nó on lắm. Tuy thế cái điểm mà theo mình nó hơi kém của cái phần mềm này nè, mình không chắc được có thể gọi đây là khuyết điểm không. Tại vì nếu mà bạn biết cái này từ đầu thì bạn sẽ xử lý là cái bạn sẽ xử lý theo cách của bạn, nó sẽ phù hợp hơn. Nhưng mà trường hợp của mình đang gặp phải á, đó là cái app này nè, nó chỉ set cho cái mức min của fan là 40%, không xuống thấp hơn được. Tại vì theo quan điểm của họ, nếu thấp hơn đôi khi nó sẽ làm cho cái fan quay không được. Và fan, tại vì lúc mà bạn để hình dung đơn giản nè, đây là một cái app họ viết trên Windows, và khi Windows khởi động thì nó sẽ chạy, nên nó rất là dễ bị lỗi. Rất khó để giải thích cho bạn hiểu ha. Nhưng mà bạn hình dung đơn giản như thế này nè, nếu một người họ làm main, họ viết app cho main, hãng tức là hãng trực tiếp làm ra đó, họ sẽ viết ở trên main, họ quản lý từ trên main trước, sau đó vào Windows thì họ có thêm một cái app ngoài nữa, họ quản lý qua hai bước, từ bước ở trên main đến bước vào Windows, thì họ sẽ control được cái fan ở trong main có quay hay không, vào Windows có quay hay không, thì nó sẽ rất dễ. Nhưng trong trường hợp thực tế của cái hãng, chờ tí mình xem cái hãng tên gì đã. Aros Monitor này nè, nó tên là Arocholic. Tức là bạn hình dung đơn giản như vậy nè, ở trong điều kiện thực tế sử dụng của mình á, main ở trên quản lý fan ở trong main á, không phải ai cũng set giống nhau. Đôi khi một số người ở trong main á, họ tắt hết quản lý fan luôn, và fan ở trong main đó là 0% và nó không quay. Tức là ở thời điểm mà họ lúc mà họ login vào main, họ khởi động máy á, fan nó không quay. Đó là trường hợp thực tế bạn có thể gặp. Và khi lúc mà nó vào Windows á, thì cái app này nó mới bắt đầu chạy lên. Đó là cái app Aros Monitor nó chạy. Thì đôi khi ở trong một số trường hợp, một số cái fan á, bạn set, nếu mà bạn set cái mức tốc độ quay này nè, nó thấp quá đó, nó không quay được, nó không khởi động cái fan tự quay lên luôn. Nó là một điểm hơi khó của những cái app mà viết ngoài như thế này, tại vì nó không hỗ trợ, nó không được hãng hỗ trợ thì chính xác hơn, họ phải viết theo hãng, phần cứng của hãng như thế nào thì họ là phải tùy biến cái app của họ để cho phù hợp với cái cảm biến ở trên main á. Mà mỗi hãng, cái phần mềm này nó lại viết cho rất nhiều hãng khác nhau. Bạn có thể xài được cho main Acer, main Gigabyte, main MSI, main Aros các kiểu. Và chưa kể nó còn có thể quản lý được cả đèn đèn ở trên những cái pump all in one á, rồi tản CPU các kiểu mà nó có đèn á, nó còn quản lý được cả những cái thứ đó nữa. Thế nên nó hơi bị chằng chịt các thông tin ở trong. Thì đó, lý do như thế, thế nên hãng sau một thời gian, cái này thì mình đoán theo cái vấn đề logic thôi, chứ mình không chắc đúng hay sai nhé. Tức là xem sau một thời gian hãng mới cập nhật lại, hãng quyết định là giữ cái con số 40% này, không thấp hơn 40%. Thấp hơn tại vì họ sợ là vào quay không được. Và khi quay không được á, nó bị mà máy bạn nào OC hay làm gì mà nóng á là hư máy luôn. Thế nên hãng họ quyết định là để mức thấp nhất là 40%. Nhưng mà ở trường hợp của mình á, cái vấn đề gặp phải nó liên quan nó như thế này nè. Đó là trong trường hợp để 40% cho cái fan ở dưới cây của mình, thì là cái fan system 1 này nè. Đó, thì khi để mức 40%, cái vòng quay nó tới 1200 RPM nè, đó, nó tới 1200 RPM, nó on. Hỏi có AK không? Tức là mình mà biết được như thế đó. Chờ tí, bây giờ mình sẽ tắt cái này, mình sẽ chuyển nó về BIOS lần trên nó lại ha, để anh em coi cái phần tốc độ quay này. Khi mình về BIOS lại thì cái fit mà mình đang set, cái tốc độ mình đang set ở trong BIOS đó, khoảng đâu 30% thì nó ở dưới 1000 nè. Đó đó, thì cái vấn đề mình gặp đó là do cái fan của mình á, cái vòng quay của nó cao quá. Hình như cái vòng quay của mình là mình đang xài cái fan tới 2000 RPM đó, thế nên 40% của nó tự set cho đâu 1200 con mẹ nó rồi đó. Thì mình nếu mà mình mà biết trước cái phần mềm này nó set kiểu như thế đó, thì lúc mà mình đi mua fan á, mình chỉ mua cái fan khoảng 1500 RPM là đủ. Tại vì lúc mà mình mua cái fan 1500 RPM thì cái 30 40% của họ chắc khoảng 800. Đó là mình có thể set được xuống như vậy là êm. Nhưng mà ở thời điểm đó mình không có biết được cái phần mềm này nó như thế. Thế nên mình đi mua một cái fan quay tới 2000 vòng.
Thì hậu quả của việc đấy là bây giờ nếu mà mình set theo cái software này nè thì nó chỉ cho được thấp nhất là 40%, mà 40% thì nó quay phát lên ngàn hai RPM và nó on đó. Chắc hôm nào mình đi đổi fan để mình xem có tình huống thế nào đã, mình cũng hơi lười tại vì thật ra quản lý qua GPU cũng hay nhưng mà thật ra thì thường mình cũng không có khi nào mình để nó cái quạt nó quay quá 1000 RPM hết á. Thật ra bạn có thể thấy ở đây nè, là mình set cứng fan nó quay 1000 RPM, dưới 1000 RPM là cái mức mà mình thấy yên tĩnh á, cao hơn mức này là mình thấy ổn. Mà mình thà là mình giảm xung hiệu năng hoặc là xử lý bằng cách nào đấy chứ mình không muốn nó ổn, ổn là mình thua. Khó chịu lắm đó, thế nên mình hiện tại thì ở cái fan của dưới đáy cây á thì mình đang để nó ở trong theo BIOS là không, là khoảng 30% ở tất cả nhiệt độ nè. Thì ở trên main nó có bao nhiêu cái fan thì nó sẽ control được hết, các bạn thấy không? Thậm chí cả cái fan mà ở trên cái con main á, nó có một cái fan để thổi RPM thì ở đây nó cũng có luôn nè. Đó, cái fan 8 á nè, là cái fan ở trên RPM, nó cũng cái app này nó cũng có thể detect ra được. Thì mình thấy cũng ổn. Và họ có thêm một số cái app để check nhiệt độ. Thậm chí còn thắt thông tin ổ cứng còn tốt hay không tốt á. Mình thấy cái này cũng hay. Nhưng mà thực ra thì mình không bao giờ nhìn. Cái app này đối với Aros Monitor này nè, đối với mình thì là chỉ để control fan thôi. Còn hãng họ làm ra thì thật ra ngoài chỉ control fan, họ còn chủ yếu là để coi nhiệt độ nữa, coi thông tin các thứ nữa. Nó hiện khả làm như này. Về cái GPU á thì họ cũng có control được, bạn ấn vào đây là được. Nè, bạn ấn vào cái phần GPU. Sau đó bạn chọn software monitor, rồi bạn chọn đường in lên như thế này. Thì cái này mình làm sẵn xong rồi, mình chỉ ok thôi. Và sau khi bạn ấn ok xong thì bạn nhấn vào apply cho nó start khi start thôi. Nè, ấn vào đây nè. Bên của CPU cũng vậy. Sau khi bạn setting xong thì bạn ấn save profile thành một cái profile, ví dụ như profile 1. Đó, còn sau đó fan profile add start thì bạn chọn profile 1. Đó là xong. Sau đó nói chung thì mình nói hơi dài dòng thôi, nhưng mà thật ra thì bạn bạn nào mà có kinh nghiệm mà xài control fan đó, thì bạn xài app nào thì cũng đã nát cái cách sử dụng như nhau thôi, cứ ấn ok rồi save rồi stop thế thôi, hết chuyện. Vấn đề là cá mà nè, nó được cái điểm hay đó, đó là nó có thể control được theo nhiều cái mức nhiệt độ. Ví dụ như ở đây họ có thể control theo GPU nè, control theo cái mức cái mức cầm bài này, nó vừa theo CPU vừa theo GPU luôn nè. Mức trung bình của CPU và GPU, mức trung bình mức mát của CPU và GPU đó, nó có thể theo những cái thứ như thế này. Thậm chí nó còn có thể detect được những cái nhiệt độ ở những cái cảm biến khác nhau, nghe mình thấy không? Có những cái cảm biến khác để bạn nè 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 nè, có cả driver nữa nè. Đó, để 1 2 3 4 của mình, bốn cái ổ đĩa của mình nè. Đó, trong trường hợp mà bạn set một cái fan là bạn chiếu nó vào cái ổ cứng á, và khi cái ổ cứng nó nóng thì cái quạt đó nó mới quay. Đó, thì nó làm như thế này, nó sẽ rất là lúc bạn rất là dễ xử lý. Ví dụ như trường hợp của mình là cái con SSD ở trên main á nó nóng, thì mình cái con SSD đó mình xem coi SSD thứ mấy, là chờ tí. Nó là con màu tím. Trời ơi, nó không có đánh số gì hết vậy. Nó vừa mới khen thằng này viết app ngon, vô đây mẹ nó đưa cho màu tím, tôi biết cái nào của tôi. À đây đây đây, ở đây có tên rồi. Đĩa 1 là Samsung, đĩa 2 là con Samsung luôn, đĩa 3 là con WD, rồi vậy là đĩa 4 á. Con 970 Evolution này nè, là đĩa 4. Đó, thì mình ví dụ con SSD thứ tư của mình là con Samsung rất là nóng, thì mình có thể control ở đây, đó là driver 4. Khi nó nóng thì nó bắt đầu quay cái fan đó ở mức cao, thì nó sẽ rất là hiệu quả. Về thực ra cái app này rất là hiệu quả về về mặt sử dụng tất cả các linh kiện, nhất là những cái hệ thống mà ATX á. Hệ thống ATX là hệ thống rất là lằng nhằng ở cái khoản fan, tại vì đôi khi bạn chỉ gắn được có một hai cái fan ở trên cây thôi, bạn phải tối ưu cái đường gió rất là khó. Gần như tức là bạn xài cây ATX thì bạn phải tối ưu hướng gió, cách lắp đặt, cái setting, hệ thống tản nhiệt,
linh kiện, nói chung là tất cả mọi thứ đều phải hơn hẳn so với cái việc bạn xài những cái men Aztec thông thường. Aztec thông thường mình xài mình thấy mẹ mắt vãi cả đái ra. Mà sang Aztec Aztec thông thường mình xài mình thấy rất là dễ, rất là nhàn. Gần như mình chẳng bao giờ quan tâm tới vấn đề về gió, về thoát hơi hay thoát nhiệt gì. Sang Aztec phát thấy mẹ giống như là hơi căng, hơi toan. Sẽ rất là mệt. Rồi, nói chung bạn phải có cái app này để quản lý fan. Thì sau khi mà bạn xử lý được xong cái này thì mình theo mình thì sau khi mình biết tới cái app này thì mình tạm thì mình vẫn đang dùng Trio. Nhưng mà mình nghĩ sau khoảng hết Trio thì mình cũng sẽ mua. Tại vì mình thấy cái app này quá hay, quá xứng đáng. Có một cái câu mà anh em xài những cái app Arus Monitor này họ nói nè, đó là xứng đáng cái từng xu. Tại vì thực ra nó chỉ có 10 đô thôi, sản phẩm này giá nó chỉ có 10 đô một tí. Ủa, không phải, này đăng ký. Nó chỉ có 10 đô một năm thôi mà hiệu quả của nó quá ngon. Thì đương nhiên thực ra mình mua là để ủng hộ tác giả thôi. Chứ anh em ở Việt Nam thì mình nghĩ kiếm rác 30 giây mà lên Google ấn enter hai cái ra rác con mẹ nó rồi. Bạn mua là gần như là chỉ để bạn ủng hộ tác giả thôi, mình nói thật. Tại vì mình thấy cái app này nó quá hay đi. Nói chung ông nào mà cần cái tính năng mà control theo tốc độ của CPU, GPU, rồi ổ cứng hay là những cái cảm biến khác á, nè, nếu bạn thích nha, bạn có thể mua một cái sợi dây cảm biến. Tại vì tất cả những cái con men thông thường nó sẽ có những cái lỗ gắn cảm biến riêng. Bạn mua một cái ổ, nó giống như là một cái vấn đo nhiệt độ á, cắm vào cái lỗ đó ở trên men thì cái đó nó sẽ hiển thị ở đây, đó là một cái cảm biến mới. Thì nó sẽ dùng cái cảm biến đó nè, bạn thích gắn nó vào chỗ nào thì bạn gắn, sau đó bạn điều tốc thông qua cái cảm biến đó. Đó thì nó sẽ có rất nhiều cái hướng để bạn xử lý về gió, quạt các kiểu ở trong hệ thống của bạn, nó rất là hay. Ok, mình nói một hồi xong mình cũng không dám khẳng định là mình có mua không nha. Tại vì bây giờ mình thấy bắt đầu sót tiền rồi. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái bước cuối cùng của cái clip này. Đó là bước render. Mình sẽ thử một cái file chu đây đi. Đây là phiên bản, chờ tí mình sẽ mở lên cho anh em coi. Đây là phiên bản Adobe Pro 15.5 Bui 41. Mình không biết được cái phiên bản này nó có tồn tại cho tới hôm qua khi mà mình vô tình mình nghịch hư con mẹ nó Windows. Và mình phải cài lại Windows. Và trong lúc cài lại Windows thì mình lại phải cài lại app. Cài lại app thì mình hơi lười, thế nên mình ấn Google search một phát. Chợt tí, mình sẽ kéo cái màn hình cho nó lên cao lên để quay được full. Rồi, đó anh em thấy chưa? Mình ngày xưa thì mình vẫn xài cái bản này, nhưng mà bản 14 chấm mấy á. Bây giờ thì mình xài bản 15 ha. Hôm nay mình sẽ thử cái bản 15 này bằng cái file này luôn, xem coi nó render hết bao nhiêu phút. Mình cảm giác là từ cái phiên bản này trở đi nè, phiên bản 15 á, hình như là thằng này nó không còn xử lý thông qua bình thường nữa rồi. Nó xử lý thông qua GPU hết hay sao á. Hôm qua mình có thử render một file khoảng 10 phút thì mình thấy toàn GPU chạy thôi, không thấy CPU chạy. Và hiệu năng thì sau khoảng đâu 10 hiệu năng thì easy như lần trước mà mình xài cả GPU cả CPU. Thế nên mình nghĩ hiệu năng nó vẫn tốt, nhưng mà đúng theo mặt lý thuyết của mình mà ý đúng theo cái mặt mình tính toán á, thì mình nghĩ nó phải ngang nhau với ta. Mình không biết anh em có hiểu ý mình nói không, tức là nếu mà một người đã dùng GPU để control á, ý để encode á, thông thường nó sẽ phải nhanh hơn CPU. Có nghĩa là nếu bây giờ nó dùng GPU á, thì nó sẽ phải nhanh hơn CPU rất là nhiều chứ ta. Có nghĩa là hôm qua nếu mà mình thử đúng ra nó phải nhanh hơn chứ, nhưng mà mình thấy nó cũng không có sự nhanh hơn quá rõ rệt. Hôm nay mình sẽ thử bằng một cái file này luôn cho chắc kèo. Đó, mình sẽ thử bằng một file encode thực tế luôn. Rồi.
Mình sẽ thử một cái file đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Đó là mình quay một cái clip. Sau đó mình giảm noise, thêm một tí nhạc. Giảm noise, thêm một tí nhạc. Sau đó chạy render. Và ở cái lúc render này mình sẽ test luôn cái vấn đề nhiệt độ cho anh em xem. Đó, cái clip thông thường của mình nó chỉ có làm có nhiêu đó thôi, mất khoảng chừng 30 giây hả? Không, 30 giây thì quá đáng. Kéo denoise, add thêm mấy cái video, sau đó giảm mấy cái âm thanh, cái file âm thanh, sau đó giảm cái file âm thanh xuống mức thấp thấp tí, gọi là kéo ở dưới nền á. Ừ. Sau đó control M cho nó chuyển sang bước encode thôi. Mình thấy cái bản 2021 này, cái bản 15 này của Adobe Random nó có thêm 265 mà mình không biết có 265 up lên YouTube thì nó có gì không. Thôi mình nghĩ mình nên xài bản thông thường của 264 được rồi, thử nhá. Cái 265 thì nó sẽ dung lượng nó sẽ nhỏ hơn, nhưng mà bạn up lên YouTube xong á, YouTube lại phải mất thời gian để chuyển nó sang cái định dạng phù hợp thì mình thấy nó hơi xa. Không biết cái này có phải cái file đó không ta. 686 chật tí rồi, hình như mình thấy nó hơi lằng nhằng, chật tí mình làm lại đi chắc. Nó còn mấy cái file cũ thôi, mình không chắc được có phải là mình encode đúng file không. Encode nhầm file cái anh cười luôn. Rồi, đây. File này là file mới nha. Rồi, mình sẽ chạy thử. Cái file gốc video này khoảng 30 phút. Rồi, mình sẽ mở, trong lúc nó chạy mình sẽ mở cái phần tốc độ lên cho anh em nhìn luôn. Đây, đây là tốc độ quạt đang quay ở thời điểm này. Encode. Và mở thêm cái phần Tag Manager lên để anh em nhìn cái tốc độ khi mà nó chạy như thế này nè, thì nó ăn CPU và GPU bao nhiêu. Đây, đó. Rồi, bây giờ nó đã bắt đầu chạy đó. Theo như dự kiến của nó, chờ tí coi, má ơi sao nó đổi cái time remastering này, nó đổi từ một tiếng nó đang dạy. Rồi, nè bạn sẽ thấy xem CPU nó đang ăn khoảng 23%, GPU nó đang ăn 93%, 90%, anh thấy chưa? Đó, lý do hồi nãy mình có kêu bây giờ cái con CPU bây giờ mình không biết xài sao cho nó hết, nó xài được luôn á. Tại vì bây giờ tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ bây giờ hình như là những cái app họ viết, họ đều tận dụng GPU hết rồi. GPU bị nó mạnh hơn cả CPU rồi. Mình trong những cái thứ mình xài bây giờ mình không biết xài cái gì để cho hết phần trăm CPU luôn á. Yeah. May ra chỉ có lúc mà bạn chơi game, bạn stream thì bạn dùng GPU để render encode. Nhưng mà bây giờ thật ra thì GPU vẫn encode được mà, encode ngon hơn. Nhưng mà vấn đề là lúc bạn chơi game thì bạn muốn ưu tiên GPU cho game thôi chứ. Nè, chứ còn bạn mà vác GPU ra bạn vừa encode vừa chơi game, bạn để bạn stream á thì CPU của bạn nó chỉ có mỗi chơi game thì nó lại nhẹ hào ra. Mình sẽ thử xem qua cái list này mất bao nhiêu phút. Ok, GPU thì bây giờ nó đang decode á, nó đang encode á, thế nên nhiệt độ của nó khoảng 49 gần 50. Này mình sẽ cho anh em coi cái vấn đề power của nó lúc mà encode thì nó ăn khoảng 150W, 155W. Nè, cái mức 318W là lúc mình in game này, mình thử một cái game. Ok, xem thử cái fan. Cái fan của nó đây. Bạn có thể thấy CPU fan nó đang quay ở mức rất yên tĩnh, khoảng 1.000 mốt. Cái fan của GPU á thì thông thường nó ở mức khoảng 1.500 RPM. Thì theo mình là bản em
Nhưng mà qua cái mức 1.500 là bắt đầu ổn. Đó. Nè, bạn thấy không? Nó chạy gần như nó chạy toàn mỗi mỗi GPU thôi. 90% rồi. Cái bản Adobe Rhino Pro mới này, V15 này nó ăn toàn PU mà. Nè, bình thường thì encode là bằng CPU. À, GPU, nhưng mà decode thì nó cũng decode không ít decode. Nhưng mà ở thời điểm hôm nay khi mà mình dùng cái bản V15 của Adobe Rhino thì nó vừa decode, nó vừa encode luôn. Cái bản cũ mình xài á, cái bản khoảng chừng V14 thì mình thấy nó chỉ decode nặng thôi, decode thôi. Encode không encode thôi chứ decode thì không thấy thằng GPU lúc mà nó làm cái video này nó làm. Nhưng mà hôm nay khi mà mình đổi sang bản 15 á thì mình thấy nó toàn xài GPU không. Nè mọi người thấy không? GPU đang ăn tới 90%. CPU thì đang ăn có khoảng 20-30% là hết rồi. Thấy không? Thấp tè. Đó. Thì trước đây ở thời điểm mà mình mới bắt đầu lúc mà mình chưa quay cái clip này nè, mình vẫn đang xài cái bản Adobe Rhino Pro bản V14. Thì thỉnh thoảng trong một số thời điểm trong ngày của mình, khi mà mình render thì thỉnh thoảng có những thời điểm con CPU nó sẽ nóng, nóng hơn. Nè, bạn có thấy con CPU ở những cái bài test mình test nóng nhất thì hiện tại đang lên 84 độ. Ở cái hồi nãy chạy Cinebench á chỉ lên khoảng 84 cao nhất. Còn như bây giờ nè, đang ngồi render các kiểu con đà điểu mẹ hoành tráng tá tràng luôn mà nhiệt độ của nó chỉ bốn mấy năm mấy độ à. Đó, thế nên bây giờ mình mới kêu là không biết làm sao để xài hết được phần trăm hết hiệu năng của con CPU nữa, khi mà những cái app họ quản lý GPU bây giờ đến 52 độ rồi nè. Bạn thấy không? Đó. Tại vì bây giờ gần như tất cả mọi thứ nó đều chạy qua GPU hết rồi. Những cái thứ nặng á nó chạy qua GPU hết. CPU cực kỳ ít có tác dụng luôn. Đó, nãy giờ nó có vậy. Hôm nọ thì mình xài ở những bản cũ á, thì mình thấy có những thời điểm CPU nó hoạt động lên 100%. Nhưng mà không biết tại sao hôm nay khi cái bản driver mới, cái phần mềm mới này mình vừa mới download mới, bản mới về thì nó đã tối ưu hết cho GPU rồi. Hiện tại thì CPU không có làm con mẹ gì cả. Tạm thì mình vẫn chưa thấy hiệu năng có sự khác biệt rõ rệt ha. Tại vì bình thường mình render một cái file khoảng 30 phút cũng dùng những hiệu ứng đơn giản như là denoise, thêm nhạc thì 30 phút, gốc thì mất khoảng 15 phút, 15 cho tới 20 phút để render. Hôm nay thì cũng cái file khoảng 30 phút thì mình thấy cái thời gian dự kiến của nó cũng khoảng đâu 15 cho tới 20 phút. Nè, bạn thấy đây. Nè, thời gian dự kiến nãy giờ chạy được 6 phút, 7 phút rồi nè. Thời gian dự kiến còn khoảng như 10 phút. Thì nói chung là khoảng từ 15 tới 20 phút. Khoảng quanh quanh nó ở mức như thế. Thì mình thấy không có sự cải thiện về tốc độ hoàn thành file render. Nó hơi khó hiểu thôi, tí thôi. Tại vì đúng ra nếu mà nó dùng GPU á thì nó tận dụng sức mạnh của GPU để render và nói chung gọi là encode và decode á thì nó mạnh hơn CPU rất là nhiều. Nhưng mà đúng ra như vậy á thì nó sẽ phải giảm thời gian xuống còn khoảng chừng 10 phút chẳng hạn thì mình dễ hiểu. Nhưng mà nó vẫn giữ thời gian y xì như khi mà mình vừa render bằng CPU và GPU. Thế nên mình không hiểu lắm. Không hiểu lắm tại sao thôi. Mình hy vọng trong lúc mình quay cái clip này mình có thể tìm ra cái nguyên nhân tại sao.
Như ở đây. Mình sẽ xem thử coi nó đang hoạt động, nó có bị set cái limit là thấp hơn hay gì không, mà tự nhiên nó kỳ vậy. Thì nó vẫn bình thường thôi, nó không có bị set thấp đi, tự không bị tự tự set thấp. Ok, mình nhớ nó có một cái dòng nào á để nó hiện cho bạn biết là nó đang xài bao nhiêu con CPU á. À đây đây đây, ấn vào chỗ cái dòng Affinity này nè, đó thì nó vẫn đang chạy đủ 10 20 thia nè, đâu đâu có bị giới hạn đâu. Nhưng mà nó không, cái app này bây giờ nó không hoạt động, không cần nhiều CPU nữa, chạy có 25 mấy phần trăm à. Trước cái thời điểm mà mình biết tới cái bản V15 của Adobe Rhino á, thỉnh thoảng mình sẽ bị cái tình huống như thế này. Đó là lúc mình vẫn đang làm việc và mình mở máy render thì nó bị tình huống đó là cái máy sẽ rất là lắc, tại vì CPU nó hoạt động 100% là một, và nó sẽ rất là nó sẽ bị lúc này thông thường nhiệt độ của nó, nhiệt độ của CPU này nè, nó có thể lên mức 70 80 gì đấy. Tại vì nó nóng, lúc này nó đang render mà, thế nên nó sẽ nóng. Và lúc này thì nếu mà lúc nó nóng á, nó sẽ quạt nó quay, có nghĩa là máy vừa chậm và vừa on. Nhưng mà từ cái thời điểm mà mình biết tới thằng bản 15 này thì vấn đề đó đã được xử lý. Kết quả là bây giờ mình, lúc mà mình, thậm chí cả lúc mình render mình vẫn có thể làm những việc khác, tại vì CPU của mình nó đang rất là bình thường, chạy cái mấy chục phần trăm, như gọi là như để không ấy. Đó. Và nhờ cái vấn đề đấy thì nó sẽ rất là yên tĩnh, tại vì nó quạt nó vẫn quay dưới 1000 RPM. Bạn muốn thấp hơn thì bạn giảm xuống thôi. Một số người họ có thể tai, họ đặc biệt nhạy cảm thì có thể xuống cái mức 500, tại vì mức này họ mới thấy yên tĩnh. Nhưng mà mình nghĩ những cái ông mà yêu cầu mà nó gắt như vậy về cái mức nhiệt độ, cái độ on á, thì khó mà xài ATX nổi lắm. Mình xài con 1900K này mà mình vừa phải giảm điện, mà mình cũng chỉ có thể để nó xuống ở mức 1000 RPM thôi. Thực ra thì mình vẫn thích cái mức mà mình thích nhất là mức dưới 800. Dưới 800 thì mình thấy khá yên tĩnh. Có thể gọi là yên tĩnh được rồi. Nhưng mà ở thời điểm này của mình á, thì cái mức dưới 1000 này nè, thì nó cũng tương 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 tự với cái mức gọi là yên tĩnh hơn cái máy lạnh mình đang chạy. Thế nên kể cả mình có để 1000 thì mình vẫn không nghe cái gì hết. Trừ trường hợp là mình tắt cái máy lạnh đi á, thì mình mới nghe được cái tiếng quạt ở trong cây thôi. Đó là trường hợp như thế. Thì tùy nhu cầu thôi, tùy điều kiện thực tế. Ngày xưa mình xài mình toàn là để fan dưới mức 600 á, thì mình mới thấy không ồn. Nhưng mà khoảng vài năm nay thì mình hay xài máy lạnh, thế nên mà cái máy lạnh thì nó ồn hơn tiếng quạt của cái cây này đó. Thế nên bây giờ mình cho lên được nghe. Đó thì tùy nhu cầu mỗi người thôi ha, đánh giá thế nào về mức độ gọi là sai lanh thì xét thôi. Nhưng mà mình nghĩ cũng khó lắm, con 1900K thì chắc cũng không ai mà chạy, có thể sử dụng nó mà chạy dưới mức 1000 được đâu. Để thử, mình đã thử 700 800 á, thì nó sẽ khá là nóng á, nó sẽ khoảng từng toàn 6 7 7 6 7 70 độ. Rồi bây giờ mình sẽ nói về vấn đề nhiệt độ của con SSD ha, cái thứ duy nhất mà hiện tại mình chưa xử lý được. Rồi bạn có thể thấy ở thời điểm này, về cơ bản thì vẫn đang gọi là máy có chạy, nhưng mà gần như chạy, chạy nhẹ thôi, chỉ có GPU là chạy nặng. Thì con SSD M2 ở trên Win, chứa Win ngay cái vị trí giữa CPU và GPU á, thì nhiệt độ của nó đang là 63 độ C. Nó có hai cái cảm biến, một cảm biến 63, một cảm biến 69. Thì mình cảm giác được là cái 63 này nè là cái vị trí mặt trên của con SSD, còn cái 71 hiện tại bây giờ nè là cái vị trí mặt dưới. Mặt dưới nó đó, nó cảm biến hai, nó cái main bây giờ nó cảm biến được hai chỗ hay sao á, hay sao, hay là cái con SSD này nó có hai cảm biến hay sao, mình cũng không quá chắc ha. Nhưng mà nó có hai cái nhiệt độ, thì đây là cái thứ duy nhất mà hiện tại mình chưa xử lý được. Nè bạn có thể thấy con SSD để ở phía sau của main đó, nó chỉ có 49 độ thôi.
cao nhất là 60 độ thôi. Cái mức cao nhất này thì vẫn khá là cao so với một con SSD, nhưng mà ít ra thì nó chưa bị đỏ. Chưa bị đỏ. Còn con SSD M2 để trên Win nó đã bị tới mức độ theo như mình thấy ở đây nè, thì trên 85 độ C nó bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Và đến khi mà nó nóng tới một mức độ nào đấy, mình nhớ không chắc con số này là bao nhiêu, nhưng mà mình đã từng gặp trường hợp ở cái thời điểm trước đây, khi mà mình dùng cái con tản CPU mà mình để cái chiều thông thường mà như mình nói ở đầu clip á, nó nóng tới mức độ mà nó sập luôn cái máy. Con SSD nó nóng tới mức độ mà nó sập luôn Windows và không thể khởi động vào được Windows luôn. Lúc này mà BIOS nó phải hiện lên thông báo là máy của bạn nóng quá, đổ má controller lỗi con mẹ nó hết rồi, mày chờ cái máy nguội đi rồi mày mới vào được Win. Đó là sau cái trường hợp. Thì sau đó mình phải tắt cái máy đó, mình để cho nó nghỉ khoảng 15 phút thì mới vào được Win. Đó, đây là cái điều kiện. Ngày xưa thì mình xài ATX, KATX hay là Main ATX thì mình chưa gặp trường hợp này bao giờ. Nhưng mà khi mà mình xài ATX thì mình đã gặp trường hợp này. Thì do mình mới dùng, ngày xưa mình cũng dùng một cây ATX khác rồi, nhưng mà mình không hề gặp tình huống SSD nóng như thế này. Nhưng mà từ cái thời điểm mà mình đổi sang cái cây này, đổi sang con Main này, đổi sang con 1090 và con 3080, tức là tất cả những cái linh kiện ở thời điểm hiện tại nè, thì nó mới lại sinh ra cái vấn đề là nóng như thế này. Thì theo mình cũng dễ hiểu thôi nè, thì bạn cứ hình dung đơn giản đi. Con SSD của mình, cái con GPU của mình á, mặc dù cái nhiệt độ core đang 54, nhưng mà thực ra cái nhiệt độ nóng nhất của nó hiện tại là đang 72 nè. Đó, thì nó sát sạt với cái con SSD, thì gió nó lại thổi từ dưới lên, thì gió nó thổi từ dưới lên nó sẽ đi ngang qua con SSD, thì con SSD làm con SSD nóng là chuyện rất dễ hiểu. Tức là cái này là về vấn đề thiết kế của cái dòng main ATX rồi. Có nghĩa là bạn có xài cây gì, tản CPU như thế nào thì thật ra nó vẫn sẽ phải nóng. Bạn muốn giảm tải cho cái con SSD M2 gắn ở main ngay giữa vị trí của GPU và CPU á, thì gần như bạn chỉ có nước là gắn trực tiếp một cái fan thẳng vào trong cái con, tức là fan đó để tản nhiệt cho con SSD á, thì nó mới không nóng thôi. Còn lại thì không có cách nào để xử lý. Đây, cái trường hợp mà mình còn lưu lại ở đây là ở cái mức 89 độ C này nè. Đó là khi mà mình thử ở điều kiện là in game. Mình mở game lên và mình chơi khoảng 2 tiếng hay 1 tiếng gì đó. Chơi thì cũng thật ra thì cũng không phải chơi, nhưng mà mình để game nó chạy. Thử xem coi lúc đây nhiệt độ của con SSD lên bao nhiêu. Thì cao nhất của nó là lên khoảng 76. Mình đang thử khoảng 1-2 tiếng á, thì mình thấy lên tới 76. Thì mình ngừng, mình không muốn thử nữa. Tại vì lúc này cái mặt sau của nó lên 89 độ rồi. Có nghĩa là tiếp tục thử nữa thì có thể lên hơn 90 độ luôn. Thì tức là quan điểm của mình á, là nó ở dưới mức khoảng 60 như thế này nè. Tức là ở 6X á, thì mình còn ráng chạy tiếp 1-2 tiếng nữa để xem cái game nó có thể làm con SSD nóng đến mức độ nào. Nhưng mà khi nó đã tới cái mức mà 76 độ rồi 89 độ như thế này rồi nè, không cần thử nữa, tại vì nó này nó quá nóng rồi, bạn không cần phải thử nữa đâu. Thì giải pháp thì mình cũng có thể nghĩ ra tạm tạm, kiểu như là gắn fan vào vị trí đó, hoặc là đổi con GPU sang cảnh nước để cho nó luồn gió nóng đi cho chỗ khác hay là thế nào đấy. Nhưng mà tất cả những cái giải pháp đó thì mình vẫn có cảm giác là nó hơi bất cập. Gắn fan vào con SSD để tản nhiệt thì nó xấu, và nó không, mình cảm giác rất kỳ ấy. Tại vì nếu mà bạn đã thấy như thế, sợ như thế rồi, thì bạn xài bố nó cái cây ATX to hay là gì đó, con mẹ cho nó xong, đỡ phải lằng nhằng phiền. Kiểu như thế. Tự nhiên bây giờ bạn mua một cái cây tốn tiền, thêm một cái men cũng thuộc dạng tốn tiền, rồi bây giờ bạn đã phải ngồi đi xử lý cái khoản nhiệt cho cái con SSD một cách nó cập lập như vậy. Ok, hình như cái file nó xong rồi nè. 16 phút 23, cái file khoảng chừng 32 phút thì phải. Tức là nó, thời gian render nó bằng một nửa thời gian của cái clip thật.
Đây, mình sẽ cho anh em coi sau khi nó... Bây giờ nó đang render xong rồi nè. Đó, thì nó bắt đầu ghi về ổ cứng. Thì bây giờ ổ cứng nó bắt đầu chạy. Chờ tí, mình xem coi mấy cái ổ cứng, nó đang chạy. Ủa. Đây, không tin ổ cứng như thế này. Đây, cái này đang chạy 100% nè. Ê, sorry nhầm. 100% là... Ủa đúng không mà ta. Nè, 100% nè, cái này đang chạy nè. Còn đây là D860QT nè. Tốc độ ghi khoảng 70-80 ms một giây. Nè, mình thấy không? Như đang ghi vào ổ cứng sau khi mà nó đi ra sau cái pha nè. Thì nó bắt đầu ghi ngược lại vào ổ cứng. Mà cái ổ cứng này không biết tại sao nó chỉ được có 80 ms một giây ta. Hơi quái. Thật sự là mình cũng không hiểu tại sao tốc độ ghi vào ổ cứng chậm như vậy. Thật sự chậm luôn. Nên hồi nãy mình có nói là cái con SSD Quivo bạn không nên mua là bị như vậy á. Không biết sao nó chậm như vậy. Nè, tốc độ đọc thì có thể lên 385 ms một giây. Nhưng mà tốc độ ghi nó chỉ được có 90 ms là cao nhất à. Thấp quá. Thấp. Thì thật ra mình muốn nhanh á thì mình sẽ dùng những cái con SSD M2 để làm để chứa file cũng được thì nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà lâu lâu mình mới làm một cái clip thì cũng không đáng kể, và cho lúc nó chạy như vậy nè thì mình cũng làm việc khác, mình cũng đâu nhìn nó làm gì đúng không. Cũng không phải là làm render cơm gạo hay cái gì mà cần tới mức độ quá ghê, chỉ là mình hơi khó chịu tại vì con SSD này không biết tại sao nó chậm như vậy thôi. Khó chịu là vì nó chậm á. Ngày xưa mình mua cái con SSD 860 này nè thì mình cũng ý tưởng của mình cũng chỉ là để chứa data store thôi, cũng không có yêu cầu quá đặc thù cần nó nhanh. Nhưng mà thật ra thì mình không cần nhanh tới mức độ kiểu mấy trăm ms một giây hay là cả gig một giây, nhưng mà mẹ 2021 rồi mà ghi bộ cứng chưa được 100 ms một giây thì hơi chậm ha. À không, để từ từ mình tính coi. 100 ms một giây có nghĩa là 10 giây được 1 gig rồi. Mà cái file 10 gig thì nhân 10 lên có nghĩa là khoảng 100 giây. Cũng không có quá lâu nhưng mà không biết tại sao mình cảm giác chậm. Chậm. Tốt nhất thì nó lên được khoảng chừng 200-300 ms một giây. Tốc độ ghi á. Theo mình như thế cũng vừa chứ được có 70 mấy ms, 80 mấy ms một giây như thế này chậm quá. Nghe thấy không? Cái file render xong nãy giờ rồi mà nó ngồi nó quay mãi mà nó vẫn chưa tạo thành được file. Rồi, chung quy thì cái vấn đề mình gặp phải hiện tại duy nhất là liên quan tới con SSD M2 gắn trên main, nó vẫn quá nóng. Không xử lý tạm thì vẫn, tức là xử lý được, nhưng mà những cái giải pháp để mà mình xử lý mình đều không hài lòng. Chẳng thà như bây giờ có hãng nào đó bán cho mình một cái con tản của con SSD đẹp, gọn, hiệu quả, gắn vào là xong á, thì mình sẵn sàng đi mua, sẵn sàng tốn tiền. Thực ra thì mình cũng đã mua 2-3 cái loại tản nhiệt cho con SSD này rồi, nhưng mà về mình xài mình vẫn không thấy nó có sự hiệu quả. Tại vì cái vị trí đó nó bị kẹt giữa hai cái thiết bị nóng nhất của cả cái hệ thống của bạn, thế nên nó không tản nhiệt nổi. Mình nghĩ là chỉ có cách là mình thiết kế một cái tản nhiệt riêng cho con SSD này nè. Đó, tản nhiệt riêng luôn á. Mà thiết kế một cái con tản nhiệt riêng theo những cái vị trí gắn được cho nó đó. Thì may ra nó mới nguội, nó mới nóng, nó mới mát được. Ok, cái file xong rồi nè. Rồi, mình sẽ mở cái file lên để coi thử. Ok, file góc 12 ms, ý 12 gig. Thì file render xuống còn lại 10 gig rưỡi. Hello. Trời ơi. Cái clip này thì cái tiếng của tôi sao mà nó không có ý nghĩa lắm. Thì đó, cái file render xong thì nó như thế này. Mình có thêm một tí
mình có thêm một tí giảm độ on các kiểu thôi. Thực ra là gần như là mình quay bằng điện thoại, quay sao mình đã vậy thôi chứ mình chẳng xử lý cái gì. Cái clip này mình, cái clip nãy giờ, cái đoạn nãy giờ bạn có thể bạn thấy cái clip này nè, thì thực ra mình cũng quay như thế này thôi và mình xử lý độ on đi một tí cho nó bớt on. Còn lại thì không có làm con mẹ gì cả. Đó. Nhưng nói chung là nhờ cái phần mềm Adobe Renderer Raw phiên bản 15 mới nhất này thì hiện tại mình khá thích, thực sự là mình thích, tại vì nó giúp giảm tải CPU rất là nhiều. Gần như khi mà mình xử lý những thứ liên quan tới video này nè, là những thứ nặng nhất mà cần tới CPU á, thì bây giờ nó đã quá nhẹ rồi. Cực nhẹ luôn. Gần như mình không cần phải làm thêm cái gì nữa. Còn thứ duy nhất mà mình gặp hiện tại đó là liên quan tới con SSD thôi. SSD mà gắn lại vị trí trên main á, thì thật ra giải pháp đơn giản nhất á là mình không dùng SSD M2 ở trên main nữa, mình xài con SSD SATA 3 thông thường. Thế thôi là xong. Thực ra thì SATA 3 thông thường nó cũng nhanh lắm rồi. Bạn máu chó thì bạn muốn những con gọi là M2 các kiểu thôi, chứ chiếu win thì nó cũng đâu có cần thiết tới mức độ gì ghê gớm đâu. Bạn còn muốn nhanh hơn nữa thì bạn kết ở trên RAM. Còn mục đích của việc load screen thì nó chỉ load data đầu lên thôi mà, đâu có gì. Đó. Thì một là giải pháp là không dùng SSD M2 ở vị trí đấy nữa. Hai là đổi một cái con tản nào đó phù hợp hơn. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy có con nào phù hợp. Mình thấy Corsair họ có một cái dòng SSD M2 mà PCIe 4 á, họ dùng cái tản rất là dày, nhưng mà mình cũng không chắc được là cái tản đấy mẹ xài có ăn thua gì không. Chứ tại vì mình thấy, mình thử 2-3 cái tản cho con SSD rồi, mình đều thấy nó không đáng kể. Nè, mình ví dụ đơn giản, cái nhiệt độ cao nhất của nó bây giờ 89 đi ha, thì bạn xài những cái con tản mà nó hầm hố hơn các kiểu á, thì nó xuống được 80 hoặc là 7. Cao nhất thì mình nhớ giảm được nhiều hơn. Nhưng mà đi kèm với cái việc đấy á, là họ dùng cái fan của cái tản SSD á, nó không control được. Nó tự quay một cách mẹ điên cuồng khói lửa, bó ai đi, không control được cái gì hết, khó chịu cực kỳ. Mình thấy nó cứ quay hà rầm như vậy, nó ồn điếc tai, thế mình tháo rồi chứ. Thực ra thì ngày xưa mình có mua một cái tản của bọn bit gì ấy, cái bọn chuyên làm tản nước á, cũng nhớ đâu 5-600 á, không rẻ đâu mẹ, cái con tản nhiều khi bằng 1/2 giá của cái con SSD á, nhưng mà về không thấy hiệu quả. Nó giảm nhiệt độ xuống được tốt thật, nhưng mà cái độ on của nó mẹ ơi, nó on còn hơn cả fan của con CPU cộng con GPU cộng lại nữa, thì bạn hiểu nó on như thế nào. Mặc dù cái fan nó chỉ có khoảng chừng 2-3 cm thôi, cái fan nó nhỏ như con SSD á, mà nó on như vậy, mẹ ơi, mình nghĩ chắc nó phải quay 10.000 vòng một phút ấy. Giảm ha, đó, thế nên thua. Thực ra thì như ở đây nè, là mình test lúc mà mình in game thôi, chứ còn thực ra thì ở thời điểm này rất hiếm khi nào mình chơi game. Với lại mình đang thử ở cái điều kiện này là điều kiện mà fan ở mức silent, có nghĩa là phần lớn chạy ở dưới 1.000 dpm, thế nên cái con GPU nó cũng nóng. Chứ còn trong trường hợp mà mình muốn giảm nhiệt độ cho con SSD, nặng nhất là mình tăng cái fan nó lên thật là mạnh để cho nó tống gió ra nhanh hơn thì nhiệt độ nó sẽ đỡ hơn. Nhưng mà câu chuyện đó là sẽ quay ngược lại từ đầu, đó là nó làm ồn. Thì mình vẫn không thích. Để mình thử xem sau một thời gian nữa, có thể là khoảng nửa năm hay một năm gì đó nữa, mình sẽ có hướng nào để xử lý cái vấn đề nhiệt độ giữa con SSD ở vị trí giữa CPU và GPU không. Có thì mình sẽ quay một cái clip khác. Còn ở thời điểm hiện tại á, thì mình đang khá hài lòng với hệ thống đang dùng. Mạnh. Đương nhiên rồi, mẹ ơi, 1900K với 3080 thì ông tổ có mạnh rồi. Nó chỉ thua những cái dàn máy chuyên dụng cho những cái ngành nghề đặc thù thôi, chứ còn thuần túy giải trí hay là sử dụng thông thường kiểu end user như mình đi thì mẹ nó quá thừa. Hiệu năng mạnh rồi nhá. Độ on thì theo mình cũng khá hài lòng. Độ on thì mình cũng hài lòng. Tại vì thực tế như bạn thấy nãy giờ mình, một cái clip này mình quay gần 1.5 tiếng rồi. Thực ra thì CPU nó chỉ quay ở CPU, tất cả các fan ở trên máy tính á, nó đều ở cái mức silent hết. Hài lòng.
nhiệt độ của SSD thì không hài lòng, nhưng mà nói đây là cái trường hợp mình đang test. Khi mà in game rồi mình để quạt sẽ quay chậm. Còn lúc mà mình dùng như bình thường như thế này nè, thì phần lớn nó chỉ ở mức khoảng 60-70 độ thôi, không có quá kinh khủng. Xài thì xài vẫn được, không ngon thôi, và hơi sợ thôi, tại vì không biết khi nào nó bị sập. Nhưng mà nhiệt độ này thì nói chung là SSD mà chơi trên 60 độ là mình thấy cũng hơi căng á. Nhưng mà tạm thì mình vẫn kệ xác nó luôn. Tại vì cái con SSD này nè, mình chỉ để chứa win thôi. Trong trường hợp nó lỗi á, thì đơn giản nhất, mình xử lý đơn giản nhất là mình tháo nó ra, mình thay nó vào cài win vào một cái ổ đĩa khác là xong. Giải pháp đó nó cũng đơn giản. Máy mình thì cũng chỉ cài 5-3 cái app thông thường thôi, thích thì cài lại, mất khoảng chừng 1-2 tiếng là xong, không có gì quá đặc thù. Những cái thứ quan trọng thì lưu ở trên lao hết rồi, cho nên có xóa Windows hay gì cũng không vấn đề. Thế nên tạm thì mình sẽ coi như là mình không quan tâm tới vấn đề về con SSD M2 ở trên Win nữa, trên Man nữa. Còn lại tất cả những cái thứ khác liên quan tới điện đóm gì đó thì mình thấy cũng ok hết rồi, không vấn đề gì. Đó thì tổng thể tất cả những thứ sau khoảng nửa năm. Mình mua cái con cây đen 15F15R này hình như được nửa năm rồi đó. Mà nửa năm rồi mình mới cảm giác là mình xử lý tạm tạ một phần nào đấy về cả phần cứng và cả phần mềm á. Chứ giai đoạn mà mình vừa mới lấy nó về, mình xử lý vấn đề nhiệt mạch khủng khiếp luôn á. Trời ơi, không hiểu tại sao giai đoạn nó xử lý cái vấn đề nhiệt mạch lắm luôn. Có thể bạn thấy ở thời điểm này mình ngồi mình nhiệt độ của mình nó bình thường các kiểu như vậy ha. Chứ còn khoảng nửa năm trước á, rất là mệt, tại vì thông thường quạt phải quay ở mức rất là ồn, toàn là 1200 rpm không à. Hay là những lúc mà render encode như thế này nè, máy gần như là chỉ có để không thôi chứ không làm được gì. Còn bây giờ thì tất cả mọi thứ đều có thể làm cùng lúc được hết. Rồi ok, mình nói quá dài thế mình cũng không có biết được có ai coi clip này không, nhưng mà thực ra thì các clip của mình phần lớn mình làm là để mình coi lại thôi. Mình coi lại để mình nhớ ở giai đoạn đấy nó như thế nào thôi, một phần như vậy thôi, chứ cũng không phải là làm với mục đích là để cho mọi người gì coi hay cái gì. Cho nên đa phần clip nó sẽ rất là dài. Rồi ok, bye.